Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của Báo Thanh Hóa. Chúng tôi luôn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tiếp tục chuỗi động thái gây lo ngại mạnh trong dư luận về nguy cơ bùng phát xung đột quy mô lớn giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Tối 18 tháng 6, các tướng hàng đầu trong quân đội Israel đã phê duyệt kế hoạch mở cuộc tấn công vào Liban để trấn áp Hezbollah theo tuyên bố do lực lượng phòng vệ israel idf công bố tư lệnh bộ chỉ huy phía bắc thiếu tướng ori Gordon và người đứng đầu cục tác chiến thiếu tướng odet basiouk đã chính thức phê chuẩn kế hoạch tác chiến tại liban việc phê chuẩn kế hoạch tác chiến được đưa ra trong cuộc họp các tướng lĩnh hàng đầu idf về chủ đề căng thẳng tại mặt trận biên giới phía bắc israel cùng với việc phê chuẩn kế hoạch tác chiến các tướng israel cũng đưa ra một số quyết định liên quan đến việc đẩy mạnh công tác chuẩn bị lực lượng trên thực địa trong một động thái đáng chú ý khác ngoại trưởng israel israel cas cảnh báo hezbollah sẽ bị hủy diệt trong một cuộc chiến tổng lực trong một tuyên bố ngoại trưởng israel khẳng định nước này đang ở rất gần thời điểm đưa ra quyết định mang tính chất thay đổi luật chơi tuyên bố từ văn phòng của bộ trưởng israel cas chúng tôi đang tiến rất gần thời điểm quyết định thay đổi luật chơi chống lại hezbollah và liban trong một cuộc chiến tổng lực hezbollah sẽ bị tiêu diệt và liban sẽ bị ảnh hưởng nặng nề lời cảnh báo được ngoại trưởng israel đưa ra ngay sau khi Hezbollah công bố một đoạn video dài hơn 9 phút do máy bay không người lái UAV của nhóm này ghi được trên không phận phía bắc Israel, trong đó có một số phần thuộc thành phố và cảng Haifa. Kể từ khi xung đột bùng phát tại giải Gaza, Hezbollah, đồng minh của lực lượng Hamas, thường xuyên giao tranh với quân đội Israel tại khu vực biên giới. Phong trào vũ trang ở Liban tuyên bố, động thái này nhằm thể hiện sự đoàn kết với Hamas và buộc Israel chấm dứt hành động quân sự ở Gaza. Trong bối cảnh phức tạp, đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein đã gặp các nhà lãnh đạo Israel hôm 17 tháng 6 trước khi tới Liban với mục đích gây sức ép để giảm leo thang xung đột tại khu vực biên giới giữa hai quốc gia này. Đặc phái viên Mỹ, ông Amos Hochstein đã kêu gọi ngừng khẩn cấp các cuộc xung đột xuyên biên giới giữa lực lượng Hezbollah ở Liban và quân đội Israel. Ông Hochstein cho biết xung đột giữa Israel và Hezbollah đã diễn ra quá lâu. Giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và thông qua ngoại giao là lợi ích đối với tất cả các bên. cả hai mục tiêu trên đều có thể đạt được, nhưng tình hình đang rất khẩn cấp. trong lúc đặc phái viên Mỹ đến Liban, Hezbollah tuyên bố đã tấn công một xe tăng Israel bằng máy bay không người lái UAV. ông Hosteen đã gặp chủ tịch quốc hội Liban Nabi Beri, đồng minh chủ chốt của Hezbollah. ông cho biết cuộc thảo luận về tình hình an ninh và chính trị hiện tại ở Liban đã mang đến cơ hội chấm dứt xung đột, dọc đường xanh tức đường phân định ranh giới giữa Israel và Liban. Tổng thống Biden tháng trước cũng trình bày một đề xuất ngừng bắn mà ông Hostin cho rằng cuối cùng sẽ dẫn đến chấm dứt xung đột ở Gaza. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan. Hai bên thảo luận các nỗ lực nhằm xuống thang căng thẳng dọc biên giới giữa Israel và Liban trong bối cảnh các hoạt động gây hấn gia tăng của Hezbollah. Phía Mỹ kêu gọi xuống thang căng thẳng giữa biên giới hai nước cũng như các nỗ lực nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng ở khu vực. Gần đây, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đã tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công ác liệt qua biên giới, đẩy cục diện đối đầu quân sự giữa hai bên ngày càng trở nên phức tạp và tiến gần hơn tới giới hạn xung đột toàn diện. Đáng chú ý nhất trong số này là cuộc bắn phá bằng 35 quả tên lửa vào khu vực Kiryat Smona và một cộng đồng dân cư gần Kafasho. Tiếp đó, Hezbollah cũng đã phóng 10 quả tên lửa vào khu vực Metula, một số quả tên lửa của Hezbollah bị lưới phòng không Israel đánh chặn. Số còn lại chủ yếu rơi vào các khu vực chống chảy và không gây ra bất kỳ thương vong nghiêm trọng nào. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các mục tiêu Hezbollah, trong đó có một bệ phóng tên lửa ở Jarun, kho chứa vũ khí ở Ramie, một tòa nhà ở Hola, cấu trúc quân sự ở Aitarun, cùng một số mục tiêu ở Odaise và Kafkila. Trên mặt trận thông tin, một quan chức Hezbollah thời điểm đó cũng đã khẳng định nhóm này sẽ tiếp tục tấn công vào Israel nhằm gây sức ép buộc Israel phải chấm dứt cuộc giao tranh chống người Palestine ở giải Gaza. Quan chức Hezbollah đồng thời cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt nếu liều lĩnh phát động chiến dịch tấn công bộ binh vào Liban. Các cuộc không kích của Israel ngày 18 tháng 6 đã làm ít nhất 17 người Palestine thiệt mạng tại hai trại tị nạn ở giải Gaza và xe tăng Israel đã tiến sâu hơn vào thành phố Rafah người dân thông báo về các vụ bắn phá dữ dội từ xe tăng và máy bay của Israel tại một số khu vực ở Rafa. Người dân cho biết, xe tăng Israel hoạt động bên trong các khu vực Ten Ansuntan, An Isba và Zurub ở Tây Rafah, cũng như Sabora ở trung tâm thành phố. Israel tiếp tục chiếm đóng khu vực phía đông, khu ngoại ô cũng như khu vực biên giới với Ai Cập và cửa khẩu biên giới quan trọng Rafah. Các nhân viên y tế cho biết, ở giữa giải Gaza Hai cuộc không kích của Israel vào hai ngôi nhà làm nhiều người Palestine ở hai trại tị nạn An nusayrat và An Buray thiệt mạng. Thông báo của quân đội Israel không bình luận trực tiếp về thương vong trên, tuy nhiên nói rằng lực lượng này sẽ tiếp tục hoạt động chống lại các nhóm vũ trang ở khu vực miền Trung Gaza. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 1,4 triệu người hiện đang sinh sống ở Rafa, nơi từng là thành phố chỉ 300.000 dân. Dân số tăng vọt là do các lực lượng Israel đã tấn công tất cả các khu vực khác của giải Gaza chật hẹp. Chỉ một tuần sau cuộc tấn công của Hamas, quân đội Israel đã yêu cầu 1,1 triệu người sống ở phía bắc Gaza sơ tán trong vòng 24 giờ khi cuộc tấn công của Tel Aviv bắt đầu. Hơn 1 triệu người bị dồn vào Rafah, coi đây là nơi ẩn náu chính của người Palestine trong bối cảnh Israel xâm chiếm Gaza. Rafah cũng nằm gần Ai Cập và có cửa khẩu biên giới giúp cung cấp thực phẩm và nhiên liệu cho Gaza, vì giải đất này giáp biển Địa Trung Hải ở phía tây và Israel ở phía đông nên người dân ở đây không có chạm kiểm soát hoạt động nào khác để rời khỏi khu vực. Vào tháng 11 năm 2023, Ai cập đã cho mở một phần cửa khẩu Rafah, cho phép những người bị thương nặng và người nước ngoài di chuyển sang Ai cập. Vấn đề Rafah cũng có nguồn gốc lịch sử. Trở lại năm 1967, Israel đã gây chiến với Ai cập, nước đã kiểm soát Gaza từ năm 1957 và Jordani nước kiểm soát khu vực bờ tây của người Palestine từ năm 1950. Israel nắm quyền kiểm soát các khu vực này sau chiến tranh 6 ngày năm 1967, nhưng đã buông bỏ một số quyền kiểm soát vào thập niên 1990 sau khi hiệp định Oslo được ký kết với các nhà lãnh đạo Palestine. Tuy nhiên, người Israel vẫn tiếp tục sống ở đó, gọi là người định cư. Chính phủ Israel đã rút các khu định cư vào năm 2005. Tuyên bố của Tel Aviv cho biết. Mục đích của kế hoạch này là cải thiện an ninh và vị thế quốc tế của Israel trong trường hợp không có đàm phán hòa bình với người Palestine. Hezbollah ngày 18 tháng 6 công bố đoạn video dài gần 10 phút do UAV trinh sát quay tại Haifa, thành phố càng quan trọng ở miền bắc Israel, cách biên giới Liban khoảng 27 km. Theo tờ The Times of Israel, đoạn video có cảnh quay một căn cứ hải quân với nhiều tàu chiến và cơ sở hạ tầng thuộc đơn vị tàu ngầm CGT-7 của Hải quân Israel. Bên cạnh đó, còn có những khung hình về các địa điểm quân sự chiến lược tại miền Bắc Israel như các hệ thống phòng không Iron Dome và David's Link, khu dân cư tại thành phố Kiryat Jam ở gần đó. Hezbollah tuyên bố chiếc UAV quay trở về Liban an toàn. Hiện chưa rõ đoạn video được quay khi nào. Quân đội Israel chưa lập tức bình luận, nhưng không lâu sau đó thông báo đã bắn rơi 3 UAV khả nghi tại khu vực Tây Galilee gần biên giới Liban. Hồi tháng 11 năm 2023, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố, phong trào này đã phóng nhiều UAV trinh sát sang Haifa. Nếu được xác nhận, đoạn video nói trên đánh dấu khó khăn ngày càng tăng đối với Israel trong việc đối phó mối đe dọa từ UAV của Hezbollah. Mặc dù khoảng 150 chiếc đã bị ngăn chặn nhưng cũng có nhiều chiếc đã bay đến mục tiêu tại Israel. Ngay sau khi Hezbollah công khai đoạn video này, phía Israel đã ra cảnh báo về khả năng xảy ra xung đột toàn diện với lực lượng này. Ngoại trưởng Israel, Israel Katz đăng trên mạng xã hội X rằng: "Chúng tôi đang tiến rất gần đến thời điểm quyết định thay đổi luật chơi chống lại Hezbollah và Liban. Trong một cuộc xung đột toàn diện, Hezbollah sẽ bị tiêu diệt và Liban tổn thương nặng nề." thị trưởng Haifa Yona Yahab đã mô tả đoạn video là khủng bố tâm lý và yêu cầu một kế hoạch bảo vệ thành phố. Thị trưởng Yahab đồng thời chỉ trích các chỉ huy lực lượng phòng vệ Israel IDF vì đã không đến thăm Haifa kể từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ông Yahab nói với đài phát thanh Reset Bet của Israel rằng, Tôi yêu cầu chính phủ đưa ra kế hoạch phòng thủ quy mô lớn ở Haifa và tìm ra giải pháp quân sự để loại bỏ mối đe dọa từ phía Bắc. Giáo sư Rami Khoury, công tác tại Đại học Mỹ ở Beirut, nhận định rằng video của Hezbollah và Haifa gửi thông điệp về khả năng của lực lượng này tiếp tục mở rộng, trở nên tinh vi hơn và có năng lực xâm nhập xuyên qua các hệ thống phòng thủ của Israel. Cùng ngày 18 tháng 6, người đứng đầu Bộ Chỉ huy phía Bắc, Thiếu tướng Ori Gordin và người đứng đầu Cục tác chiến, Thiếu tướng Oded Basiuk đã phê duyệt kế hoạch chiến đấu tại Liban. Trong một tuyên bố, IDF cho biết các kế hoạch hoạt động cho một cuộc tấn công ở Liban đã được phê duyệt. Quân đội Israel cho biết thêm, các chỉ huy cấp cao cũng đưa ra các quyết định liên quan đến việc tăng tốc độ sẵn sàng của lực lượng trên bộ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom cho hay, trong 24 giờ, lực lượng trực thuộc Sencom đã phá hủy thành công 8 máy bay không người lái UAV của lực lượng hầu do Iran hậu thuẫn tại khu vực do nhóm này kiểm soát ở Yemen. Ngoài ra, các lực lượng đối tác đã phá hủy thành công một UAV của Houthi trên vịnh Aden không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo bởi Mỹ, Liên minh hay các tàu buôn. Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tập kích ở Yemen nhằm làm suy giảm khả năng tấn công của Houthi, đồng thời tham gia vào một nỗ lực quân sự quốc tế nhằm đánh chặn UAV và tên lửa nhắm vào tàu hàng. Trước đó, Sencom cũng thông báo phá hủy 7 radar được Houthi sử dụng để nhắm mục tiêu vào tàu biển, gây nguy hiểm cho hoạt động vận chuyển thương mại. Cơ quan này nhấn mạnh các hệ thống này là mối đe dọa với lực lượng Mỹ, liên quân và tàu hàng trong khu vực. Được biết, Houthi đã nhắm mục tiêu vào các tàu ở Biển Đỏ và vịnh Aden kể từ tháng 11 năm 2023 trong các cuộc tấn công mà họ tuyên bố là nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với Hamas trong cuộc đối đầu với lực lượng Israel ở giải Gaza. Lực lượng này đã bắn hàng trăm tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và tàu điều khiển từ xa nhằm vào các tàu thương mại và tàu hải quân, chủ yếu ở Biển Đỏ một tàu bị đánh chìm và một con tàu khác bị bắt giữ. Houthi cũng nhiều lần tuyên bố lực lượng dân quân này chỉ tấn công các tàu có liên hệ hoặc đi đến Israel trong nỗ lực nhằm gây sức ép buộc Israel chấm dứt cuộc chiến ở giải Gaza. Liên quân Mỹ-Anh cũng đã đáp trả bằng cách không kích vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Trong báo cáo công bố ngày 13 tháng 6, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ-USDIA cho biết các cuộc tấn công của Houthi đã khiến lưu lượng hàng hải qua biển đỏ giảm 90%, ảnh hưởng đến 65 quốc gia, bao gồm Ai Cập, Lý Băng, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Qatar, Sudan và Oman, buộc 29 công ty vận tải biển và năng lượng phải thay đổi hành trình, khiến chi phí bảo hiểm và phí vận chuyển tăng cao. Theo USDIA, tính đến giữa tháng 2 năm 2024, phí bảo hiểm đối với các tàu đi qua biển đỏ đã tăng lên khoảng 0,7 đến 1% tổng giá trị tàu so với mức dưới 0,1% trước thời điểm tháng 12 năm 2023. Bất ổn ở Biển Đỏ cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho các quốc gia phụ thuộc vào viện trợ như Yemen và Sudan. Máy bay chiến đấu Su-25 Frogfoot của không quân Belarus đã xuất hiện với thứ mà Nga gọi là đạn hạt nhân huấn luyện, được treo hai bên cánh sự xuất hiện của máy bay này diễn ra trong cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật chung Nga và Belarus đang diễn ra. Hiện chưa rõ chiếc máy bay Su-25 Belarus mang loại vũ khí hạt nhân chiến thuật gì, nhưng đây là tín hiệu hạt nhân mới nhất từ Nga khi mà phương Tây đang tiếp tục ủng hộ Ukraine, điều mà Moscow phản đối. Hình ảnh chiến đấu cơ Su-25 Belarus được chính Bộ Quốc phòng Nga công bố. Địa điểm không được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng là căn cứ không quân Lida, nơi có hạm đội Frogfoot của Belarus đây là lần đầu tiên Nga công bố những loại vũ khí có thể mang vũ khí hạt nhân chiến thuật sau khi quyết định triển khai loại vũ khí này tới Belarus. Cường kích Su-25 là một trong những máy bay có sức chiến đấu mạnh mẽ đang được sử dụng trong các cuộc xung đột gần đây. Thậm chí, Su-25 còn là cường kích đáng sợ nhất thế giới thời điểm chúng ra đời. Hỏa lực mạnh và có khả năng bay chậm và bay thấp đã khiến Su-25 trở thành nỗi ám ảnh trên chiến trường. Đợt diễn tập được tiến hành nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của nhân sự trang thiết bị trong các đơn vị vận hành vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga và Belarus. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đây là giai đoạn 2 của cuộc diễn tập với vũ khí hạt nhân chiến thuật, theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin. Địa điểm tổ chức diễn tập không được tiết lộ. Tổng thống Putin đầu tháng 5 lệnh cho quân đội tổ chức diễn tập hạt nhân chiến thuật sau khi các nước phương Tây tăng cường ủng hộ Kiev và nêu ý tưởng đưa quân đến Ukraine, khiến giới chức Nga phản ứng gây gắt. Quân đội Nga khẳng định hoạt động trên nhằm đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại đầu đạn cỡ nhỏ, có thể gắn trên tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm, ngư lôi, phóng từ máy bay hoặc bắn từ pháo. Loại đầu đạn này được sử dụng để đạt lợi ích chiến thuật cụ thể trên chiến trường, thay vì tàn phá trên diện rộng như đầu đạn chiến lược, lắp cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, ICBM hay bom cỡ lớn. Các cường quốc hạt nhân thường xuyên tổ chức diễn tập để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân song hiếm khi công khai tuyên bố hoạt động này liên quan đến mối đe dọa và sự kiện cụ thể